đội bóng cựu thủ bộ đoàn Tôn Giáo và cầu thủ đá có một đoàn trường học vào sân thi đấu trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ của bảng C bóng đá đoàn thanh niên thành phố Bắc Ninh lần thứ hai năm 2019. Thưa các bạn, lúc này thì trọng tài Nguyễn Xuân Minh cùng với cả hai bóng đá dàn hàng ngang của khu vực sân, và chúng tôi xin mong quý vị các bạn hãy dành những tràng pháo tay để động viên cho những trận thi đấu của cả hai bóng ở trong trận đấu này. Ngoài tôi, huấn luyện viên Trần Phương thì các bình luận viên
Mạnh Hà và Sơn Đoàn cũng đã đồng hành cùng với các bạn ở trong xuyên suốt trận đấu đầu tiên đối đầu của câu lạc bộ bóng đá Quan thành phố và cầu thủ bóng Chim Thuế. Bóng đá phạt lên dành cho các cầu thủ của đội bóng áo trắng đang đứng chọn bây giờ đó chính là đội trưởng Thiên Sắc. Chúng tôi nói thì việc bàn thắng sớm đối với cầu thủ của đội bóng đối phương ở trong trận đấu nhà này chưa phải là một trận đấu quá lớn đối với cầu thủ của đội bóng Thượng Quán Bộ Đoàn. Khi mà ở trong trận đấu này thì Thượng Quán Bộ Đoàn đang cho thấy được sức mạnh và họ vẫn đang thể hiện một lối chơi bền bỉ. Đây là trận đấu đầu tiên của bảng C. Nhà này chúng ta sẽ rút điểm từ trận đấu đầu tiên của vòng đấu bảng và bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai với các trận đấu trong khuôn khổ bảng A. Như chúng tôi đã để các bạn thì trong khoảng thời gian tới đây, sau khi những hôm bóng đá không sao đang định mà sôi động, chúng tôi còn chủ định của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn dàn đẹp để phục vụ công tác chiếu sáng. Sắp tới đây chúng tôi sẽ lên lịch thi đấu và sau đó những trận đấu diễn ra vào 4 giờ, 18 giờ và 19 giờ. Đây là một trong những chúng tôi xin báo với tất cả các bác các chú ở đây. Buổi tối sau khi chúng ta hoàn thành xong công việc cá nhân và thậm chí là chúng ta ăn tối xong có thể ra sân để bóng mát và theo dõi các trận đấu do không có sắt. Ngày nay trận đấu cuối cùng cũng sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ. Hệ thống đèn chiếu sáng tại trong một trung tâm quảng trường Linh Phật Sơn của chúng ta đang tổ chức tại đến điểm này là rất sáng. Thêm một quả đá phạt cho cầu thủ của bóng đá vàng đang đứng trong đó là vị trí của Gia Sơn. Dứt điểm. Một tình huống bật lên của ngôi sao mang tên Olivia. Như vậy là ở giải đấu này Olivia đang đá trong vai trò là đá chặn cuối cùng của cầu thủ bên phía bóng đối phương. Và đợt tấn công mà họ đang đem đến ở trong những phút đã qua, tôi chúng ta nói lên tất cả khi mà các đội thủ của đội bóng Thượng Quán Bộ Đoàn bây giờ họ cũng đang không quá mạo hiểm để đưa cho tình huống tấn công với đội tuyển đội lý cao không được và tăng đà của đội bóng. Mọi người cho tôi đặt cho các cầu thủ của đội bóng Thượng Quán Bộ Đoàn là 8 người nhưng mà họ đang để cho các cầu thủ của đội bóng đối phương có được bàn thắng từ rất sớm. Rất nhanh. Tình huống tấn công trong những phút đã qua có lẽ cũng đang giúp cho cầu thủ của hai đội bóng có thể chơi tiếp được sức mạnh ở khu vực giữa sân. Quan trọng hơn họ vẫn sẽ cần phải công bố và triển khai được những tình huống thi đấu ngay nhịp nhàng. Sức mạnh mà cầu thủ của hai đội đang có được bây giờ thì chưa phải là tất cả, nhưng đây là một điều khá quan trọng. Tất cả cầu thủ của đội bóng bạn còn thành công. Như vậy là đã có đôi. Người phạm lỗi như ở trong đúng lúc rồi đó chính là cầu thủ Bao số 8 Công Thanh. Được rồi là pha phạm lỗi của Hồng Phú. Rồi xử lý cầu thủ của đội bóng Thượng Quán Bộ Đoàn chúng ta tập trung thi đấu. Tình huống vừa rồi là tình huống của đội nhà mình rồi đã có lỗi về phía đội bóng áo trắng và trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã xử lý thì nói là rất chính xác. Giải đấu này là giải đấu mê kích của bản thân bóng đá Nam Định. Tôi cũng thường trực luôn vai trò hỗ trợ công tác giám sát trận đấu cùng với trọng tài Nguyễn Xuân Minh, trọng tài số 1 của bóng đá Nam Định chúng ta. Vâng rồi. Trong bóng đá chúng ta có quyền ở đây và có quyền có những tình huống tranh chấp của mình nhận những tình huống qua đối với tình huống chúng ta phải thừa nhận. Chúng ta có thể thấy là với đặc thù của các cầu thủ bên phía cờ hội bóng đá cán bộ hội đồng trường học, đây là những giáo viên thể chất chuyên nên họ cũng đã được có nhiều năm gắn bó với mái trường của đại học thể dục thể thao Trung ương 1 và chính là cho nên đây là một trong những mái trường đào tạo và rất nhiều những thầy giáo và thậm chí là rất nhiều cầu thủ tốt nghiệp chuyên ngành bóng đá. Và một điều có thể nói là đặc thù đó là họ luôn sở hữu một nên cảm về những thể lực rất tốt. Đại đạo Minh Tuấn rất ngay đá của Gia Sơn hơi lý. Gia Sơn dứt điểm sẽ tốt hơn Minh Tuấn khi mà Minh Tuấn đá hơi lý mới và có vẻ như khi mà Minh Tuấn dứt điểm thì góc phạt mình sẽ lớn hơn. Gia Sơn sẽ đá ngay bằng chân phải. Đọc cú. Bóng còn
đội bóng của đoàn cố lên. Nhà này thì chơi đến tất nhất trong tình đấu của đội bóng của đoàn. Đoàn chúng tôi quan sát đó chính là số cầu thủ mang áo số 10 Trung Kiên. Trung Kiên có lẽ là chúng ta quá đội vị trí cho đội tuyển của mình là đội trưởng Thiên Sắc. Tại bảng C của mùa giải năm nay thì ngoài câu lạc bộ bóng đá cán bộ đoàn trường học và công thủ của bóng cường đoàn của đoàn còn hai đội bóng khác đó chính là trung tâm y tế thành phố và cán bộ đoàn phường xã. Trong khi đó thì vào lúc 18 giờ ngày nay chúng ta sẽ đến nốt với trận đấu cuối cùng của bảng B, đó là trận đấu của Liên quân Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định và Viện kiểm sát thành phố. Công an thành phố Nam Định đang giữ được lợi thế ở bảng B và họ mới có chiến thắng với tỷ số là 8-1 trên cầu thủ của bóng chi cục thuế thành phố. Đây là bây giờ cầu thủ của đội bóng công an Vương Hoàng cũng đã có được bàn thắng để lập lại trật tự ở trong trận đấu này. Một pha xử lý nói là rất tốt của Thiên Sắc và sau đó thì đồng đội của anh đó chính là Duy Quang đã có một pha băng bằng và thực hiện tình huống chút kết bóng thành công. Và bây giờ thì cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá tư vấn của đoàn họ cũng sẽ có được tâm lý đúng tốt hơn sau khi đội bóng này có được bàn thắng ở trong khi đội tay. Những giải pháp và những pha phối hợp đến với cầu thủ của họ ở trong những phút đã qua chưa phải là tất cả, nhưng đó chính là điều mà cầu thủ bóng này cuối cùng đã tìm kiếm được con đường ngắn nhất dẫn đến khung thành của cô đối phương. Nhà này thì Bình Giáp đang là người chấm dứt khung thành cho cương đoàn của đoàn, trong đó thì đứng trong khung thành của bóng cán bộ đoàn trận phòng đó chính là vị trí của Văn Quang. Quả đá biên dành cho cầu thủ là màu trắng. Có lẽ sẽ là một người ném thẳng vào khu vực cấm địa khung thành của đối phương. Đang đứng trong đó chính là Thiên Sắc. Không đâu. Tôi vào dễ để đang là thất nghiệp và các cầu thủ của họ vẫn sẽ cần phải thi đấu cách chủ động. Chỉ có như vậy mới giúp cho cầu thủ bóng này có thể đáp ứng được vị trí và thi đấu sẽ không được chia sẻ. Đồng thời làm ra một quả thi đấu hợp lý. Không đúng. Không thi đại. Ông Vida thì cùng đồng đội của mình là Giang Sơn là hai trong số những ngôi sao sáng nhất ở giải đấu này. Không vào. Và phối hợp và tạo được thế giới của anh liên tục. Thế cầu thủ của đội bóng Trung Quân Quốc Đoàn có được 3 thắng để cho bằng tỷ số ở trong ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ làm cho đối trường đội bóng Trung Quân ít nhiều mình 6 trận. Ông Vida không được. Và cả ông Vida chân trái đó thì nói là rất đậm, đó chính là thương hiệu của ngôi sao bóng đá ông Vida. Ông Vida là cầu thủ sinh năm 1990 và ở trong những năm tháng đã qua thì anh vẫn đang viết lên là một trận cầu thủ sáng giá và đội bậc nhất của cô và phong trào sân bảy của tỉnh nhà. Cho dù thi đấu tại sân chơi của sóng đá toàn khối các bạn là sân chơi của giải đá toàn tỉnh Kiên thành phố hay là thi đấu trong áo của câu lạc bộ bóng đá câu lạc bộ Lào Thế Quyên tại thi đấu trường bóng đá siêu phụ. Sẽ có tình huống đá phạt dành cho cầu thủ đội áo trắng không được. Vậy thì là tình huống viên sân đoàn anh đánh giá như thế nào về những cầu thủ của đội bóng công đoàn công đoàn đã có những hoán đổi vị trí khi mà Trung Kiên và Đức Thiện ở trận đấu ngày hôm nay họ xuất phát từ những vị trí khác nhau. Bây giờ thì anh thấy là họ đang đá ở những vị trí khác so với những xuất phát của bóng này và điều đó đang đem đến được những gì dành cho cầu thủ của đội bóng trắng. Vâng, xin cảm ơn lời của huấn luyện Trần Phương. Sau đánh giá của tôi thì sau khi tiếng còi của trận đấu được bắt đầu thì Thiên Sắc được bố trí thi đấu thấp nhất thôi trong đội hình của đội bóng thì có một bàn. Tuy nhiên ở thời điểm này sau khi Thiên Sắc được đẩy lên thi đấu cao hơn có lẽ đây cũng chính là một
tạo ra tâm lý rất tốt cho những cán bộ đoàn để họ có thể có được bàn thắng quân mình tỷ số của trận đấu này. Đây là một sự thay đổi người theo cá nhân của tôi đánh giá, đó là một sự thay đổi người theo tính với lối chơi của các thủ cán bộ đoàn lúc này. Đây sẽ là tình huống phản công của đội bóng và khối trường học rất nhiều không được. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Gia Sơn đang hiện khá nhiều những pha dứt điểm ở góc sút như vừa rồi. Tuy nhiên thì nhiệm vụ bàn thắng vẫn chưa đến với cầu thủ này. Lối chơi của đội bóng và khối trường học vẫn đang được duy trì có những sự ổn định tất cả các vị trí ở trên sân. Và người rất hay, cầu thủ Trà Trá rồi có một thể khá nhỏ con, tuy nhiên với một tốc độ khá nhanh nhạy thì anh đã có một đứng rất tốt ở về hành lang cánh phải của đội bóng khối trường học, đó là vị trí của Quốc Bình. Lúc này thì Quốc Bình ông đang có ở trên tầm mắt của đội tuyển khá hiện trại, không nhắm biển cho đội bóng cứu cán bộ đoàn và đã thiệt khá mạnh. Đội trưởng Nguyễn Đăng đã nhắm đến vị trí của Duy Quang, chính vào gọn giữa Nguyễn Đăng và Duy Quang đang mang về bàn thắng một tỷ số một đấu cho các đội bóng. Một trận đấu đánh đạo sân chơi của giáo cáo Đoàn Thanh Niên thành phố Nam Định lần thứ hai năm 2019 cũng giống như một giải năm ngoái, đang đón nhận sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và các cổ động viên. Trong những ngày đã qua, chúng ta đã đón một lượng cổ động viên đông đảo đến với sân và trên kênh truyền thông bản thân bóng đá Nam Định cũng như Đài Sport, ekip của bản thân bóng đá Nam Định chúng tôi có lẽ là đang nỗ lực hết mình để có thể truyền tải tất cả các thông tin cùng với những chương trình đồng hành của giải đấu. Và qua đó thì với sự có mặt của ekip truyền thông bản thân bóng đá Nam Định, chắc chắn là giải đấu vẫn sẽ được quảng bá một cách sâu rộng nhất đến với khán giả. Thưa khán giả theo dõi qua màn hình nhỏ cho những buổi tường thuật trực tiếp và trên kênh YouTube bản thân bóng đá Nam Định với những bản Full HD, bản highlight, những tình huống trận đấu và những phóng sự chúng tôi thực hiện có lẽ cũng đang tăng đáng kể trong những ngày đã qua sau khi giải đấu được diễn ra. Ô thì đây, Gia Sơn với tình huống là bóng bằng đầu và làm sự rất tốt của Gia Sơn. Đây là hai đội bóng ở mùa giải năm nay, họ đã được công tâm chia làm ba bảng. Và tại cuối bảng đấu thì các cầu thủ của các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tranh hai chiếc vé chính thức có mặt ở vòng đấu tứ kết. Và ngoài ra chúng ta sẽ có hai chiếc vé tốt dành cho hai đội bóng đứng thứ ba có thành tích tốt 100% trận đấu của mùa giải năm nay, cũng như những khai mạc những bế mạc và những trọng tải của trận đấu này sẽ có mặt trên kênh truyền thông bản thân bóng đá Nam Định, một trong những đơn vị truyền thông hàng đầu của tỉnh Nam Định hiện nay. Đó là một lần nữa thì đã có một cơ hội của trọng tài Nguyễn Xuân Minh. Có lẽ là trọng tài Nguyễn Xuân Minh vừa rồi đã thổi phạt đúng sau chân của cầu thủ bên phía đội bóng Quốc Thắng Công Đoàn. Hồ Thế Đại là người đang đứng trước bóng dứt điểm. Sau đó tấn công và cầu thủ của đội bóng cán bộ đoàn trường học và cầu thủ của câu lạc bộ đá toàn đoàn đã để lại ở trong khoảng thời gian vừa rồi. Điều này khiến các bóng có phần hết sức thận trọng. Đội bóng dễ lịch sự chặt chẽ đối với cầu thủ của cả Hà Nội cũng đã được thể hiện ở trong những phút đầu bảng. Ok đây. Ngày hôm qua chúng ta đã bị gián đoạn với cái trận đấu của bảng B.
và điều kiện thời tiết tại Nam Định chúng ta đã có những cơn mưa ở đói là rất mạnh. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 4 trận đấu, trong đó có 2 trận đấu chính thức của bảng C và 2 trận đấu cuối trong ngày hôm qua. Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay sẽ là trận đấu cuối cùng của bảng B diễn ra vào lúc 18 giờ. Đó là trận đấu mà chúng ta sẽ đá đẹp. Hệ thống chiếu sáng tại trung tâm quảng trường ở hiện tại là hoàn toàn đủ, có thể giúp cho đồng bác truyền thông cũng như các cầu thủ để tranh đấu. Và như chúng tôi đã đề cập qua thì trong khoảng thời gian tới đây chúng tôi cũng sẽ nhận định thi đấu của tất cả các đội bóng trong các trận đấu toàn quốc vào lúc 18 và 19 giờ để phục vụ cho các khán giả vào buổi tối. Đường phát động của Trung Kiên không cần. Bình Tuấn bóng còn cú cắt bóng là của Công Thanh. Công Thanh đang cho thấy được vai trò một diễn viên quyết định trong áo của đội bóng cán bộ đoàn trường học. Đá sơn không được, có lẽ là hơi chậm. Thiên Sắt đi qua quá được không, một tuyệt phẩm. Mọi thứ đều hoàn hảo từ tình huống cắt bóng của Thiên Sắt, sau đó là một pha phối hợp tấn công với tình huống hồi hóa đều rất nhanh, một cú kiểu khe trong thế bắt áp và sau đó là cú đá trong thế vượt chạy của suốt của Duy Khoa. Có lẽ đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của trận đấu đầu tiên bóng đá bảng. Quá tuyệt vời, 2-1 cho cầu thủ của đội bóng Trung Cán Bộ Đoàn. Bắn đảo cầu thủ của đội bóng cán bộ đoàn trường học không được. Trong trận này có lẽ là khi xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của câu lạc bộ đá Trung Cán Bộ Đoàn, chúng ta có thấy được sự tốt đẹp của bàn thắng đó. Rất bình tĩnh, không còn thành công. Rồi là pha xử của Thanh Duy. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp bóng đá của bàn tin bóng đá Nam Định. Trận đấu thứ hai trong buổi chiều nay là trận đấu trong khuôn khổ của trận đấu đầu tiên bảng C bóng đá toàn quốc liên thành công Nam Định thứ hai năm 2019 giữa cầu thủ bóng cán bộ đoàn trường học đá Trung Cán Bộ Đoàn. 2-1 là tỷ số và cầu thủ của câu lạc bộ đá Trung Cán Bộ Đoàn đang rất chất lượng. Quá hay, đó là một pha xử lý của Ba Sơn. Hai đều cho cầu thủ đá bóng bảng. Gia Sơn là một trong những cầu thủ luôn có được sự tỏa sáng về mặt chuyên môn. Có một câu chuyện bên đề là ngày nay thì quay phim Như Huân của ekip bản tin bóng đá Nam Định chúng tôi. Chúng tôi cũng xin lấy các bạn là anh Như Huân là một trong những người đã công tác qua rất nhiều những đơn vị truyền thông lớn của Việt Nam chúng ta, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, và khi nghỉ hưu thì anh về đồng hành cho ekip của bản tin bóng đá Nam Định. Ngày hôm nay thì quay phim Như Huân cũng đang quay bản highlight của trận đấu này, và quay phim Như Huân chúng tôi là một người phải nói là rất quý và trân trọng những chú người cầu thủ Gia Sơn, một trong những mẫu về sân chơi của bóng đá vậy. Và đặc biệt là anh luôn có được một bàn thắng rất đẹp mắt, và đó chính là một trong những fan hâm mộ dành cho Gia Sơn đang công tác tại bảng thi bóng đá Nam Định của chúng tôi ở thời điểm này. Không được. Bắn đảo cầu thủ đội bóng bạn không thành công. Sự cố bây giờ đang được tạo ra khi mà cầu thủ của hai đội bóng vẫn đang cho thấy được sự ổn định. Nếu bàn thắng chưa đều cho hai đội thì chúng ta nói đến tất cả quốc bình. Đúng là với những gì mà bình luận viên Xuân Đoàn đã đề cập, các bạn quốc bình nhà này đang có trận đấu tuyệt vời. Hồng tú bắn đảo hồng tú và tranh chấp với hai cầu thủ chung tê không được. Và là cầu thủ của đội bóng Hoa Trắng, Hồng Tú, Phương Thiện, vẫn còn. Và vào phối hợp bây giờ
điều mà họ vẫn sẽ cần phải làm không thành công. Một pha tấn công và đó là những gì cầu thủ của Hà Nội sẽ cần phải quyết tâm để có thể. Thời gian thi đấu của hiệp một trận đấu này không còn nhiều nữa rồi. Và bây giờ thì cầu thủ của Hà Nội đã sẵn sàng cho trận đấu hòa. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Nguyễn Xuân Bình có lẽ sẽ là một cú đá phạt nằm sát với khung cấm địa. Chính xác. Ba Sơn cho rằng anh đã bị phạm lỗi trong tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên thì đúng vừa rồi là trận đấu mà trọng tài Nguyễn Xuân Bình đã rút ra trên địa bàn để dành cho trung tâm trung viên hợp lý. Thank you.
Hoàn thành, không cần, không qua, kiểm soát. Trong trận đấu thứ hai thì đã cao nhất trong lịch sử của câu lạc bộ bóng đá Công giáo Quân Đoàn, đó chính là vị trí của ông Phú. Đội tuyển tổ chức cũng là phối hợp với giáo đội chủ bóng Công giáo Quân Đoàn trong trận đấu thứ hai. Nó cũng không còn mạnh mẽ như những trận đấu ở trận đấu đầu tiên. Điều đó sẽ thấy là các cầu thủ của cả hai đội vẫn sẽ cần phải tổ chức và duy trì được sức mạnh của đội với sự công hưởng của cả ba tuyến. Còn đó sẽ có thời gian thua. Đang cố đánh trị liệt về phía khung thành của một đối tượng gần như đó chính là cơ sở để giúp cho họ có thể lựa chọn được con đường ngắn nhất dẫn đến khung thành của họ. Bắn ra, không được. Chính xác đá bắn ra. Không thể nào. Rất chưa. Cũng đội bóng có chú ý của Ovidan. Ovidan là một trận cầu thủ có khả năng đá tốt ở cả ba tuyến. Không chỉ vị trí trung tâm của ngay cả tiền vệ lên đá chưa đá công thì anh cũng luôn thể hiện được phong cách đấu nói và phân vân. Đã có rất nhiều những cầu thủ đá tốt ở phía trên với những giải đấu lớn, họ thường sở hữu những trung vệ. Ovidan trong áo của câu lạc bộ bóng đá cán bộ đoàn trung học ở trận đấu này và ở bóng đá hạng nhất hạng nhất của trận đấu ngoài trước đầu đấy là kỹ thuật thủ bóng đá về thi đấu chính trung vệ tập trong áo của đội bóng nhà doanh nghiệp đội bóng đến từ Thiên rất kia bóng đá cầu thủ bóng cầu thủ đội bóng công bằng đáng chú ý nghiêm trọng đó là pha dứt điểm của cầu thủ Thiên Sắc. Có lẽ là trong những cơ hội cầu thủ của Hà Nội vẫn đang chơi hết sức chủ động. Đây xứng đáng là một trong trận đấu tâm điểm của bảng C. Cách đây ít phút thì công an thành phố Nam Định đã có chiến thắng 8-1 trước đội chủ của đội bóng Đông Sơn, đó chính là câu lạc bộ bóng đá Chi Cục Thuế thành phố. Sự cố gắng và công đoàn tấn công tốt nhất đối với cầu thủ của Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa về đáp. Và bây giờ thì cầu thủ của họ vẫn đang giữ nguyên tỷ số ở trận đấu đầu tiên. Vâng rồi, Quang Trân và các cầu thủ của Xuyên Quang. Mặc dù đã trẻ hóa đội hình như chúng tôi đề cập qua trong quá trình tập huấn, tuy nhiên trong áo của câu lạc bộ bóng đá Công an thành phố vẫn còn một trong những cây đại thụ của bóng đá Phong Sơn Nam Định chúng ta, đó chính là tiền vệ Sơn Thành. Còn nếu này thì anh Sơn Thành giữ vai trò là huấn luyện viên kiêm cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Công an thành phố, đó là một trong những huyền thoại của bóng đá khu vực phía Nam khi mà đã nhiều năm khoác áo câu lạc bộ bóng đá Thanh Niên Sơn Thành Nam. Chính chiến lược này đầu tiên của sự nghiệp hình thành và phát triển bóng đá 7 Nam Định chúng ta, chính xác là bóng đá 8 lúc bấy giờ. Và đó là trận đấu mà huấn luyện viên cầu thủ Sơn Thành, cầu thủ sinh năm 1979 của bóng Công an thành phố, chắc chắn là vẫn sẽ vào sân ở những trận đấu quan trọng của đội bóng. Sân Tường Tĩnh, cơ hội 3-2 cho cầu thủ của đội bóng áo vàng và xử lý của Sơn Thành.
và hơn vào dễ đỏ vẫn sẽ không phải đảm bảo với những trận. Cầu thủ Đức Duy sẽ là cầu thủ được quan viện của lòng Tung vào sân, và Trung Kiên sẽ là người rời sân. Trung Kiên cũng chính là cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng của đội trọng tài ở trong hiệp 1. Bây giờ tấn công đến với cầu thủ của hai bóng ở trong những phút vừa qua, có lẽ là thủ để giúp cho có thể đem đến được sự đầu tiên. Và bây giờ thì chính cầu thủ bóng từ các đội đoàn đã đến người gặp phải bóng lộ cho đội tuyển rất cao xuyên qua xuyên vào một chút đỡ thôi và lại có siêu phân. Bàn thắng của Duy Hòa trong hiệp một đó bỏ cho đội một sinh phẩm, và trong những vừa rồi anh đã loại bỏ hai đội cầu thủ này từ đội tuyển bóng đá cuối cùng của Duy Hòa, đấy là chưa đủ đội tuyển giúp cho cầu thủ này tiếp tục có được bàn thắng. Đại giá đội chơi và tranh chấp và các cầu thủ lên bóng, đó chính là những cầu thủ của Hà Nội sẽ cần phải làm. Còn trước khi trận đấu đến với chúng ta, chúng tôi yêu cầu trưởng đoàn của đội bóng, cán bộ đoàn xã và câu lạc bộ bóng đá trung tâm của thành phố về khu vực bàn cờ của ban tổ chức để nhận nước uống. Công ty cổ phần Tân Phước và đơn vị đồng hành với cả đoàn thanh niên thành phố Nam Định lần thứ hai trong năm 2019 trong vai trò đơn vị cung cấp nước uống cho ban tổ chức của trọng tài thể thao của bóng đá Nam Định cũng như với hai bóng tham gia. Đại diện chính thức của đó chính là VHT Logistics và hai đơn vị đồng tài trợ chúng tôi từ các bạn, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An Sinh và công ty cổ phần cấp nước Nam Định. Hà Nội trong những phút vừa qua có thể nói là đang tỏ ra các
vùng tấn công sâu rộng ở vùng giữa sân. Chúng ta thì thấy là ban sân vận động trung tâm Quảng Trường Hình ngày hôm nay đã được chúng tôi chăm sóc từ sáng. Và khi mà các trận đấu diễn ra thì ở trận đấu thứ ba và thứ tư chắc chắn là ban sân sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Ngay sau đây sẽ là cuộc đối đầu của trung tâm y tế thành phố và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Cán Bộ Đoàn Thể Thao, đó là trận đấu cuối cùng của bảng C. Và ngay sau đó sẽ là trận đấu cuối cùng của bảng B, trận đấu cuối. Trận đấu vào lúc 18 giờ ngày nay sẽ là cuộc đối đầu của câu lạc bộ Liên Quân Thành ủy và Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố. Đây là quả ném biên dành cho cầu thủ của đội bóng Cán Bộ Đoàn Trường Học. Đây là bên đầu quả ném biên, đó chính là cầu thủ Hoàng Xoan. Sau khi phải thêm bàn thắng thứ tư trong ngày hôm nay, thì cầu thủ của đội bóng Trường Học Cơ Đoàn lúc này họ vẫn đang cố gắng để khẩn trương tìm ra những giải pháp đấu tiếp không gặp bàn thắng không thành, có đã không thành cơ hội không gặp. Sự tổ chức của đội bóng Cán Bộ Đoàn Trường Học bất ngờ là khá mỹ khi mà cầu thủ của Hà Nội vẫn đang lựa chọn những bàn thợ tấn công rất tốt. Nhà tay thì những quả tấn công đã từng chúng tôi một lần nữa khám phá phải thủ của đội bóng nhóm và rất tốt về mặt chuyên môn để tác nghiệp trong 4 trận đấu. Trong đó thì chúng tôi đã phải gửi tới 3 bình luận viên để tác nghiệp trong buổi chiều ngày hôm nay. Với các bình luận viên Trần Phương, Mạnh Hà và Sơn Đoàn, những bình luận viên nói là tốt nhất ở thủ đô bản công báo tình và những bình luận viên thường xuyên lên sóng trong buổi tư vấn trực tiếp, cũng như là những bình luận viên đã từng lên sóng cũng như đảm bảo được sóng trực tiếp trên kênh sóng của đài phát thanh truyền hình Nam Định. Quả đá phạt hình dành cho cầu thủ của đội bóng Trường Học Cơ Đoàn. Đây là trận đấu mà Minh Tuấn có lẽ là đang muốn chơi thắng. Không đâu. Là đá cầu thủ của đội bóng Cán Bộ Đoàn Trường Học Cầu Thủy Đài. Giải pháp bình luận của họ vẫn đang được đào ra. Đà Sơn rất hay, quá tỉnh táo, rất khỏe. Đà Sơn đã cho thấy một chiều cao lý tưởng và một nền tảng thể hiện thể lực nói là đầy ấn tượng. Có lẽ là quan sát ra sân đấu chúng ta lại nhớ đến một trong những ngôi đạo nổi tiếng của bóng đá thế giới, đó chính là Sandro, cầu thủ có chiều cao 2m04. Không được. Đội đầu của đội tuyển Cộng hòa Séc Sandro, đó chính là một trong những cầu thủ thi đấu rất hay cùng với tên gọi của bóng đá thế giới, đó chính là tiền vệ Pavel Nedved, người đã từng thi đấu trong áo của đội tuyển Cộng hòa Séc cũng như đội bóng đá Slovenia. Nào 2004 thì nhận định là xử lý của Sandro không hề đồng đều một chút nào. Đấy, đã trở thành một trong những tượng đài của bóng đá thế giới ở những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Và ngày này có lẽ là hàng phòng ngự của bóng Trường Học Cơ Đoàn đang vấp phải một tiền đạo cao lớn, đó chính là Cao Sơn. Không được. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên, đã có lỗi rửa tay. Đã là cầu thủ đoàn Cao Sơn. Từ nỗ lực mà cầu thủ của họ đang đem đến bây giờ, có lẽ đó chính là điều mà cầu thủ của Hà Nội vẫn sẽ cần để đánh. Các bạn có thể thấy là khi mà sân chơi của sóng đá MTV Cup, giải đấu được tổ chức 2 năm,
cho đài phát thanh tỉnh Nam Định tổ chức bị gián đoạn ở trong khoảng thời gian vừa qua. Thì giọng đoán đoàn thanh niên thành phố Nam Định có lẽ là một trong những món ăn tinh thần tuyệt vời ở khoảng thời gian đầu tiên của mỗi mùa giải. Kiểm soát đồng đội vẫn là kiểm soát. Đây là cái điểm mà họ vẫn đang cho thấy được chủ yếu nói là rất tốt. Có nhiều người đang đợi người trong đã cố gắng cho cầu thủ vào coi trong. Vâng, chúng tôi cũng chú ý đối với tất cả các đội bóng
mỗi trận đấu diễn ra thì giám sát của chúng tôi lên báo với trưởng đoàn chất lượng cầu thủ cần phải chỉ có trang phục để mà bỏ hết trang sức của mình ngoài sân, và sau đó thì khi nào chúng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, nếu như cầu thủ nào tái phạm chúng tôi sẽ xử lý ngay và bị rút thẻ. Như vậy là trận đấu của đội bóng toàn khối trường học và thủ môn cơ đoàn đã khép lại tỷ số 2. Nhưng về phía cầu thủ của đội bóng toàn khối trường học, chúng tôi sẽ